để trở thành một người kế toán thực thụ không mất tiền dạy khi thanh tra kiểm tra, hãy đến với khóa học kế toán thuế Excel tại unica.vn. Khóa học sẽ hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, gồm chứng từ gốc và chứng từ kế toán bổ sung, giúp học viên có một cách nhìn đúng đắn về chứng từ. Hướng dẫn học viên cách lưu chuyển chứng từ bắt đầu từ việc tiếp nhận chứng từ đến kiểm tra, kiểm soát, ghi sổ, lập báo cáo tài chính, in ấn lưu trữ chứng từ. Hướng dẫn tạo hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán. Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo cả hai phương pháp trực tiếp và gián tiếp. Cùng với bảng thuyết minh báo cáo tài chính theo đường link số liệu tự động giúp học viên lập nhanh và chính xác. Hướng dẫn công tác kiểm kê đối chiếu khi kết thúc năm tài chính, cùng nhiều nội dung thiết thực khác trong khóa học. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.